1-0 tạm nghiêng về cho cầu thủ Bình Sơn FC. Bàn thắng mở tỷ số do công của đội trưởng Văn Toàn. Văn Điệp tiếp tục sự cố ném biên dành cho cầu thủ Áo Cam với chế độ chiến thuật như thường lệ thì hai đội bóng đang chơi với sơ đồ đó là 3-2-1, một sơ đồ rất quen thuộc ở sân bóng đá 7 người. Như vậy chúng ta xác định sẽ có đá phạt trên bên phía cánh trái dành cho cầu thủ Áo Cam. Và người đứng trước quả đá phạt này đó là cầu thủ áo số 9 Thanh Thuận. Ôi, không vào. Cú đá rất nguy hiểm của Thanh Thuận, bóng đã đi trúng vào cột sắt cầu môn bên phía cao thủ bóng Sơn FC. Và thủ môn Thanh Hiền cũng có một pha lúng túng trong thủ môn rồi. Xin được có bàn thắng mà sang bằng tỷ số 1-1. Cú đá vừa rồi của Thanh Thuận là rất tốt nhưng may mắn vẫn chưa đến với cầu thủ này. Tỷ số vẫn đang là 1-0. Họ bằng lên khói. Đó là Văn Thành, cú đá từ xa không được. Đó là pha dàn cao của hậu vệ bên phải Văn Thành. Những cú đá là góc hơi hẹp và khả năng thành công là chưa thật sự cao. Nhưng cũng rất đáng khen trong thủ rồi khi mà Văn Thành đã có pha dàn cao để huy hiếp cầu môn của thủ môn Thanh Hiền. Sau khi trận đấu hai cặp đấu ở bảng B kết thúc thì sẽ diễn ra hai cặp đấu ở bảng C, đó là cao thủ vào lúc 17:10 là Hòa Hà FC và cao thủ Tam Quang Bắc. Và sân số này Tam Quang và Tam Quang Nam sẽ gặp nhau. Có không được. Đó là bảng thi đấu tứ thần của giải đấu năm nay, bốn đội bóng đều có cơ hội để góp mặt ở tứ kết. Sau hai lượt thi đấu thì bốn đội bóng đều có cùng 3 điểm. Và lượt đấu cuối cùng là những lượt đấu quyết định để cho bốn đội bóng có mặt ở tứ kết của giải đấu năm nay, giải đấu 2019. Với sự chuẩn bị rất tốt của các đội bóng đến với giải đấu năm nay, thì chất lượng và chuyên môn đã được đẩy lên rất cao. Mặt bóng rất nguy hiểm, bóng đã thuộc về cao thủ Áo Cam rồi. Và xử lý rất tốt của Thanh Thuận. Không được, mặt bóng rất nguy hiểm, cười. Vừa rồi là cú đá của thủ báo số 12, đó là Phước Tuấn. Nhưng chỉ tiếc là cú đá của Phước Tuấn đi trúng vào một cầu thủ Áo Cam. Bóng vẫn đang trong tầm kiểm soát của cao thủ bóng CFC. Họ bị đến với giải đấu này vì thủ rất nhiều cao thủ hay và có sự chuẩn bị rất tốt ở giải đấu năm nay. Họ quyết tâm có được thành tích cao ở mùa bóng 2019. Khi mà năm ngoái họ không có được thành tích mà như mình mong muốn với sự đầu tư rất nhiều vào giải đấu này. Rồi, không rồi, chúng ta xác định đã có lỗi rồi. Sẽ có đá phạt về phía phần sân Hoài Mỹ FC. Tỷ số vẫn đang là 1-0 dành cho cầu thủ áo trắng. Ở lượt thi đấu đầu tiên thì cao thủ không được. Những pha xử lý chắc chắn bên phía hàng phòng ngự của cao thủ áo trắng. Văn Toàn. Cầu thủ báo số 6 Quốc Tuấn đang chơi ở vị trí hậu vệ bên phải bên phía cao thủ bóng CFC. Trong những phút đã qua, Thanh Tuấn cũng đã chơi, không phải Quốc Tuấn cũng đã chơi rất hay và chắc chắn ở bên phía hành lang cánh phải. Vấn đề rất tốt.
Cuối cùng thì pha xử lý một chặn của cầu thủ áo số 10 là không sự tốt. Sẽ còn ném bên dành cho cao thủ bóng CFC. Vẫn được. Phải. Bóng vẫn còn. Như vậy thì sẽ được sơ bàn bắt đầu. Trọng tài đã cho cao thủ áo cam được phép lợi thế và cầu thủ áo số 2. Đó là Văn Thành. Đại diện điểm thay công được mang về cho cao thủ Hà Miễn Xê có được bàn thắng để sang bằng tỷ số 1-0. Hai cặp đấu đang được mong chờ rất nhiều vào buổi chiều ngày hôm nay, đó là bằng C giữa Hà Nam C và cầu thủ Tam Quang Bắc. Và sân số 2 Tam Quang và Tam Quang Nam. Đó cũng là trận đấu rất được đáng xem. Và chúng ta chờ xem bốn đội bóng nào. Bóng này hai đội bóng nào sẽ có mặt ở tứ kết ở giải đấu năm nay. Văn Toàn. Đấy. Và can thiệp rất kịp thời của Văn Điệp. Tỷ số đang là 1-0. iPhone bé. Đây là iPhone bé. Đây là tấn công. Em quay chút nhân ảnh. Chạy luôn. Văn Toàn. Bóng chuyền một bước tuyệt hay. Phước Tuấn không vượt qua được Văn Điệp trong tình huống vừa rồi. Sau khi kết thúc hai lượt đấu đầu tiên thì Đồng Sơn đang vươn lên dẫn trước, vươn lên dẫn đầu bảng B với 6 điểm và xếp sau đó là Hà Miễn FC. Họ cũng đã có được 6 điểm nhưng do số thiếu số bàn thắng bại thấp hơn. Vì thế mà cao thủ Bồng Sơn đang dẫn đầu ở bảng B. Và sau khi kết thúc trận đấu này thì chúng ta xác định đội bóng nào sẽ đứng đầu bảng sau khi kết thúc 3 lượt thi đấu. Văn Điệp. Trong những phút đá qua thì người chơi cao nhất bên phía cao thủ Bồng Sơn FC đó là Phước Tuấn. Anh Vũ. Phước Tuấn. Rất tốt. Văn Toàn. Đường chuyền khai cây. Không được. Đường chuyền vừa rồi của Văn Toàn là hơi mạnh dành cho Phước Tuấn. Phạm lỗi rồi. Như vậy trọng tài xác định đã có lỗi cao chân trận hướng rồi bên phía cao thủ áo cam. Cây không được. Sau khi qua người thì Phước Tuấn đã tung ra cú đá rất nhanh, không vượt thể vượt qua được hàng phòng ngự bên phía cao thủ áo cam. Văn Điệp. Văn Thành. Đếm bên dành cho cầu thủ Đồng Sơn FC. Quốc Tuấn. Bóng được chuyển sang bên phía cánh trái. Anh Vũ, cú đá từ xa. Không có gì nguy hiểm. Từ xa, không vào. Sau khi có pha bóng rất hay thì Trọng Thuận đã bắt đầu tung ra cú đá. Quốc Tuấn sẽ thi qua đến bên đây.
Minh Tân. Văn Toàn đường chuyền khá hay dành cho Phúc Tuấn. Không được, Văn Điệp đã bắt bài rồi. Văn Điệp sẽ có phạt góc dành cho các thủ Hoài Mỹ FC. Văn Kha không được. Như vậy trọng tài xác định bóng đã chạm trên một chiếc áo trắng, sẽ có phạt góc tiếp theo dành cho cầu thủ Hoài Mỹ FC. Thanh Tuấn rất nhiều tỷ số được lên đến 2-0. Đó là pha đá lưới nhà của Minh Tân rất đáng tiếc cho cầu thủ Hoài Mỹ FC. Quả đá phạt góc là rất tốt của Thanh Tuấn. Chơi lóng bậy nào. Minh Tân phải đá bóng vào lưới nhà. Không thể trách Minh Tân trong thời gian rồi. Vì trước khi trận đấu này diễn ra đã có cơn mưa trên sân của chúng ta rất hay. Những đường đá phạt góc như vừa rồi là rất nguy hiểm và phía cầu môn của đối phương. Đây. Ờ, đã được mình ở trận đấu này. Dẫu đã dẫu, dẫu đã dẫu. Đúng rồi em. Pha xử lý gọn gàng của Xuân Trường mang về cho các thầy tay có được bàn thắng thứ 6. Dứt đường. Các cầu thủ Hải Thanh Tây thì trận đấu chết đường lòng sâu. Ở bảng tư. Sáu đều hả? Sáu đều. Sáu đều. Anh chị mời tỷ số bằng 6 đều. Sáu đều số tay. Đếm hoài không hết luôn không? Hai cái đội đó cùng một lò ra mà không? Và Thanh Vân vừa có ba thắng và sẽ bằng tỷ số 6 đều. Dành cho các thủ Hải Thanh FC. Sân số 1 sẽ diễn ra trận đấu giữa Hoài Hương FC và các thủ Hoài Xuân. iPhone bể nó phải dãy, iPhone bể nâng cấp rồi. Ai vừa làm thì có được cái iPhone bể như vậy. iPhone bể và sẽ kết thúc lần đấu bàn. Chúng ta sẽ đón xem những trận đấu tứ kết sẽ diễn ra vào trận chung kết sau. Ông quay đá bàn. Cầu thủ Hoài Thanh Tây, cầu thủ Hoài Thanh Tây sẽ có đá phạt góc dưới sân dành cho những chiếc áo xanh. Hoài Thanh Tây tỷ số chung cuộc là 6 đều. Một trận thắng mà có rất nhiều bàn thắng được cống hiến cho khán giả các bạn trên sân. Chúc mừng đội bóng Hoài Thanh Tây đã có mặt ở vòng tứ kết của giải đấu năm nay và cũng xin cảm ơn đội bóng Hoài Thanh FC đã đến với giải đấu này. Họ là thi đấu cống hiến cho khán giả ở giải đấu năm nay và không thể các bạn ở trận đấu vòng đấu tứ kết. Và xin chia buồn với cầu thủ áo xanh và sẽ hẹn gặp lại đội bóng này mùa giải năm sau. Và biên tập viên Phúc Anh và kiếp sư bóng đá xin mời quý vị các bạn tạm nghỉ phút để tiếp tục đến với trận thi đấu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay.